anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng tạm xa rời với lại cái cơn bão của M1W. Chúng ta sẽ đến với một cơn bão mới, đó là cơn bão của thằng Sinman M71. Hôm nay mình sẽ cùng đập hộp cho anh em xem một con bàn phím cơ mà có thể là nó cũng sẽ gây bão. Đó. Hôm nay mình sẽ không những đập hộp một con mà mình sẽ đập hộp tới 3 con với 3 màu khác nhau của em Sinman M71 này. Và chúng ta cùng xem thử coi cái con này có những cái gì đặc biệt. Ok, let's go. Rồi về cái cách đóng hộp thì mình nghĩ nó cũng khá là đẹp và nó cũng gọn gàng nữa, gọn gàng hơn nhiều so với lại cái con M1W. Có lẽ là con này nó là thuộc dạng size 60-68 á, cho nên là nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Hộp làm khá màu mè. Khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái bộ keycap tặng kèm như thế này. Và bộ keycap này cũng rất là ngon nha. Bộ keycap này sẽ là chất liệu PPT double shot và làm cũng cực kỳ dày chỉnh chu. Đó, như các bạn nhìn này, khi các bạn nhìn cái chân thì rõ ràng là cái keycap này nó cũng cực kỳ chất lượng luôn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy chiếc bàn phím được bọc trong một cái túi ni lông và nằm giữa cái khung chống sốc rất là dày. Đó, đây là phiên bản màu tím. Ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái tấm hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc nữa. Cái tấm này có lẽ là chúng ta không thể đọc được rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có kèm thêm một cái cuốn hướng dẫn sử dụng, và trong này nó sẽ có hướng dẫn theo tiếng Anh nữa. Chúng ta nên giữ lại cái cuốn này nhé để mà mình sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ được có kèm thêm cái hộp nhỏ này, nó sẽ đựng một số các cái phụ kiện nữa, ví dụ như là một cái cây nhổ switch, kim nhổ keycap. Cái này thì mình nghĩ nó không ngon bằng của con M1W rồi. Một cái dây cáp bằng nhựa. Đây, dây cáp này nhựa bình thường thôi. Dây cáp này cũng không ngon bằng con M1W. Hết rồi, vậy chứng tỏ là về cái phụ kiện tặng kèm thì con này nó sẽ thua con M1W một bậc. Rồi, bóc cái con này ra luôn. Ok, em này sẽ được tặng kèm thêm một cái tấm chắn bụi mica, và nó sẽ có lót cái tấm chống sốc ở trong này. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể mở ra. Đây là phiên bản này màu tím nha. Màu tím này nó sẽ hơi nhạt một xíu, không phải là màu tím đậm. Và có con này nó sẽ là layout kiểu dạng layout 71, tức là nó sẽ vẫn có cụm mũi tên và sẽ có một số nút thêm ở đây, nó sẽ nhiều hơn layout 68 một xíu, là nó sẽ thêm 3 nút nữa. Đó. Layout này thì nó cũng vẫn giữ được cái nút ship dài, cho nên là chúng ta vẫn có thể chơi được những cái bộ keycap cơ bản khá là dễ. Và em này sẽ là khung nhôm CNC. Đó. Được anode rất là đẹp. Tuy nhiên thì con này nó cũng sẽ có một số cái vấn đề. Bây giờ mình sẽ khui nốt hai cái màu còn lại luôn để cho các bạn xem nha. Ok, như vậy là trên bàn của mình hiện đang có 3 mẫu của con M71 này. Và nó sẽ có 3 màu khác nhau, đó là màu tím, màu xanh da trời và màu bạc. Thì mình sẽ cho các bạn xem từng con một nhé. Đây là cái con màu bạc. Và như mình nói hồi nãy thì cái con này nó sẽ được anode. Tuy nhiên thì cái chất lượng anode của nó cũng không có được ngon lắm. Chúng ta sẽ thấy được là ở phía trên nó sẽ, phần top nó sẽ anode, nó sẽ hơi xám sần một xíu. Và nó cũng sẽ khác màu so với lại phần top. Tuy nhiên cái độ lệch màu của nó thì không lớn, chúng ta sẽ phải rất là để ý thì mới thấy được cái độ lệch màu của giữa top và bot. Đây, phần top thì mình thấy nó sẽ hơi bóng hơn và nó sẽ phản sáng nhiều hơn. Còn phần dưới nó sẽ đục mờ hơn một xíu. Không biết là cái này là do bên nhà sản xuất cố tình hay là nó bị lỗi giữa hai màu. Đây, con nào cũng vậy hết. Đó, con ở phần trên thì nó sẽ bóng hơn và màu nó sẽ đậm hơn một xíu. Tuy nhiên phần bot thì nó lại mờ hơn, đục hơn. Còn màu tím cũng vậy luôn. Đấy. Nếu như chúng ta bỏ qua cái phần anode này thì con này có thực sự là rất hoàn hảo luôn rồi. Gần như là không có cái điểm gì để chê luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét về đến cái phần thiết kế đi. Thì em này vẫn là một thiết kế CNC nhôm nguyên khối, cầm rất là đầm tay.
Tuy nhiên thì con này cái tổng cân nặng của nó chỉ khoảng tầm 1 ký 3 đến 1 ký 4 thôi, không có quá nặng so với một em phun nhôm và chúng ta vẫn có thể mang đi mang lại được. Về cái phần keycap của em này thì như lúc đầu mình nói thì cái bộ keycap tặng kèm cũng như là bộ keycap gốc của con này thì sẽ là keycap PPT double shot làm rất là dày và in tràn ở xung quanh luôn. Đây là một trong những cái bộ keycap stock mình đánh giá cực kỳ cao. Với những cái con keycap stock khác, kể cả con M1W thì cái keycap của nó làm khá là đùi, nhìn nó khá là ngố và cũng như là không được ngon cho lắm. Tuy nhiên với cái con này thì nó hoàn toàn khác. Và ba con ba màu khác nhau thì nó cũng sẽ phối với những cái bộ keycap mình thấy cũng rất là hợp lý nữa, nhìn rất là nổi bật. Điểm tiếp theo thì con này nó sẽ có hỗ trợ ba móc và chúng ta vẫn sẽ có một cái khay để mình có thể giữ được cái USB receiver của thằng 2.4G. Đây là một điểm cộng nhé, tại vì con M1W thì nó lại không có cái này. Và một số con thì nó lại không hề được trang bị cái này do nó muốn giữ cái điểm toàn vẹn của cái cây. Tuy nhiên thì mình vẫn thích có cái này hơn, tại vì con này nó mang đi mang lại được dễ dàng hơn là con M1W, cho nên chúng ta cần phải như thế. Và đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có những cái cần gạt để chuyển các chế độ như Bluetooth 2.4G ở ngay phía trên đây. Đó, với giữa map và win luôn, và chúng ta không cần phải gỡ keycap ra như con M1W. Đây cũng là một điểm cộng nữa. Và cái ổ cắm của nó thì thực sự là nó lòi ra ngoài như thế này. Nó nông chứ nó không sâu như con M1W thì nó sẽ không có bị kén các loại dây cắm cất tông. Đó, đây cũng là một điểm khá là ngon. Về cái độ dày của khung của con này thì nó không dày bằng con M1W, đó là những cái cạnh ở phía trên và phía dưới này thì mình thấy nó không được dày lắm. Tuy nhiên thì với một con mà muốn có cái tính di động kèm theo một cái build kim loại chắc chắn thì có lẽ đây cũng là một cái sự lựa chọn tốt. Ở phía đằng sau thì chúng ta vẫn thấy là có bốn cái chân cao su, tuy rằng là cái chân này hơi nhỏ nhưng mình nghĩ thế là cũng đủ rồi. Với cái trọng lượng của con này thì nó sẽ khó mà có thể di chuyển được. Đây, và những cái con ốc để mà chúng ta có thể tháo tháo ra được. Con này thì vẫn sẽ có hỗ trợ mặt xuôi thôi, gasket. Đây, mình gỡ ra cho các bạn xem nhé. Đây, cái mặt của nó sẽ là mặt xuôi hot swap 5 chân, có trang bị luôn cả switch pad và có cả lót foam đáy, foam PCB đầy đủ luôn. PCB của con này thì là PCB bằng nhựa PC thôi chứ không phải là PCB bằng thép. Về cái switch của con này thì sẽ là switch linear. Đây, phiên bản của mình sẽ là cầm switch linear của thằng Otemu nhé. Switch này cũng đã được lốp sẵn rồi và cũng bấm khá là mượt. Lực bấm của nó vừa phải, nhẹ nhàng chứ không có nặng quá, cũng không có phải là thuộc dạng quá nhẹ. Vì là linear cho nên là cái cảm giác bấm của nó cũng cực kỳ là mượt. Rồi mình sẽ thử tháo cái step của con này ra xem thử coi step nó có làm ok không nhé. Đây, đây là step của em M71. Thì step của nó cũng là step của hãng luôn, tự làm, khá là chắc chắn, không hề bị rung lắc, cũng như là được lúc khá là kỹ. Đó, chúng ta thấy được là ở cái phần cuối điểm tiếp xúc của thằng step, cái chỗ đường cong á, thì nó cũng đã được lúc rồi, chứng tỏ là con này nó cũng làm step khá là ổn. Tí nữa thì mình sẽ sao test cho các bạn xem thử coi cái tiếng gõ của con này nhé. Ok, về cái chế độ đèn LED thì tất nhiên những con này thì nó sẽ có hỗ trợ hệ thống đèn LED RGB rồi. Đây, đó, rất là đẹp đúng không? Con này là mặt xuôi cho nên LED nó sẽ hắt về phía trước. Nếu như mà các bạn sử dụng một những cái bộ mà xuyên LED hoặc là những bộ trong suốt thì chắc chắn nó sẽ rất là chói. Nếu như mà chúng ta kiếm được cái bộ nào mà có in ninja double shot xuyên LED ở phía trước nữa thì rất là đẹp luôn. Và LED con này cũng vừa đủ sáng thôi. Với những con như này thì mình nghĩ LED cũng không quá quan trọng lắm đâu. Quan trọng là nó mặt xuôi, gõ sướng là được. Với lại khung kim loại như thế này cũng như các bạn thấy là có cái đèn hắt ra từ hai bên xuống với tay của mình. Đó chính là cái hệ thống LED viền. Về cái LED viền của con này thì mình đánh giá cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì nó làm cái LED nó hơi thưa, hình như chỉ có 4 bóng thôi. Và cái bóng của nó quá sáng và cái tản LED của nó thì nó cũng không có được chạy. Cho nên là chúng ta nhìn thấy rõ từng bóng LED luôn. Nếu như mà con này nó làm bóng LED nó nhỏ lại, làm dày hơn một xíu và làm cái tản LED tốt hơn thì có lẽ là nó sẽ cộng thêm một điểm nữa. Tuy nhiên như vậy cũng khá là ok rồi. Để trên bàn thì chúng ta cũng sẽ thêm một cái phần gì đó nhìn nó
sang chảnh hơn đó. Và tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có phần mềm tối ưu điều chỉnh LED cũng như là macro, và chúng ta cũng có thể thao tác chỉnh tay được trực tiếp ở trên phím luôn, cực kỳ là dễ dàng. Về cái thời lượng pin của con này thì theo mình thấy họ thông báo là thời lượng pin của nó sẽ là 4.600 mAh. Với một con phím mà chuẩn layout 60 trên này thì thời lượng pin khoảng hơn 4.000, là mình nghĩ đây là một trong những con có thời lượng pin gọi là top tier rồi. Thường là chỉ có khoảng tầm 3.000 hoặc là 2.000 đổ lại thôi, chứ còn 4.000 thì cũng là khá lớn. Và với cái dung lượng pin như vậy thì mình nghĩ là chúng ta có thể sử dụng đủ lâu. Nếu như mà các bạn không bật led nữa thì có lẽ là cũng rất là trâu bò đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cùng test cái sound test của em này nha. Xem thử coi với cái cấu hình như thế này thì nó có ổn không. Thực sự là không biết lựa con nào để sao test luôn em ạ. Con nào nhìn đẹp hết. Rồi, như vậy là mình đã vừa sao test cho anh em nghe về cái âm thanh của em này. Mình cũng khá là bất ngờ vì một con phím stock full nhôm mà nó lại được preview cực kỳ ngon như thế này luôn. Đó. Những cái start mình nghe thấy nó rất là ưng luôn nhé. Rất là nổ nhưng mà lại không hề lọc sọc. Đây. Những con này nó làm start mình thấy nó chỉnh chu hơn nhiều. Tốt hơn so với lại M1W. Nếu mà M1W thì những cái con start phím ngắn như này có thể là mình phải cân chỉnh lại. Còn con này thì hầu như không phải làm gì luôn. Đó. Nó làm rất là tốt. Tiếng của nó đưa ra rất là nổ. Nhưng mà bên này vẫn có một số cái mình không thích lắm. Ví dụ như cái gasket của nó vẫn rất là cứng. Chúng ta hầu như không cảm nhận được cái sự nhún của cái blade cũng như là PC. Mình phải ấn rất là mạnh thì may ra mới có cảm giác. Chứ còn thực ra thì nó cũng gần như là blade bằng thép vậy. Nếu mà được thì mình đổi luôn sang blade đồng gõ cho nó sướng. Chứ việc gì mà làm dở dở ngư như thế này đúng không? Còn lại thì mình nghĩ đây là một con bàn phím cực kỳ ngon, cực kỳ hoàn hảo luôn. Nếu mà các bạn bỏ qua cái việc đó là cái anode top và bot của nó không được đồng màu, thì có lẽ đây là một trong những cái con bàn phím mà mình nghĩ không có đối thủ trong tầm giá. Với tầm giá của nó chỉ lăn quanh khoảng tầm 1,5 triệu trở lên thì theo mình chắc không có con nào mà có thể đọ lại được rồi. Hầu như trước đây thì khi mình muốn mua phím cơ full nhôm thì có lẽ 2 triệu là cái điều tối thiểu rồi. Còn bây giờ thì dưới 2 triệu đã có một con ngon như thế này. Ở đây mình điểm qua một số các cái ưu điểm nhé. Thứ nhất là chúng ta vẫn sẽ có 3 mod đó, có phần mềm đầy đủ luôn. Chúng ta sẽ có một bộ keycap PPT chuẩn Cherry Double Shot quá ngon. Đồng thời là stack cũng được cân sẵn hết luôn. Đấy, hot swap mặt xuôi năm chân. Ui, những cái option mà mình nghĩ trong mơ như thế này thì chắc cũng rất là khó mà trước đây mình cầm 2 triệu mà có thể mua được. Ok, các anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Hãy cứ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Và nếu mà các anh em muốn mua, mình có để link trong phần mô tả của video đó, thì các bạn có thể nhấp vào tham khảo. Ok, nếu các bạn thấy video mình làm hay hữu ích thì hãy nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.